Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món là sữa chua túi. Đây là sữa tươi, mình sử dụng là 1 lít sữa tươi và sữa đặc, 2 hộp sữa chua. Đây là túi để mình đựng và ít cộng thôn. Bây giờ mình sẽ bỏ hết cái phần sữa đặc này vô. Rồi mình sẽ sử dụng cái lon này, mình sẽ đông là một lon nước nóng. Mình sẽ đổ vô đây luôn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên để cho phần sữa này nó ra hết. Giờ phần sữa mình trộn nó đã ra đều hết rồi. Rồi mình sẽ cho 1 lít sữa tươi vô. Tiếp đến mình sẽ cho cái phần sữa chua này vô. Trước khi mình cho vô thì mình sẽ lấy muỗng mình quậy đều lên để cho nó đừng có đóng cục á. Giờ thì cái phần hỗn hợp sữa chua này mình đã làm xong. Giờ chuẩn bị mình bỏ vô túi. Bây giờ mình sẽ đổ cái sữa chua vô túi. Để muốn đổ dễ thì mình sử dụng cái ca có cái mũi nhọn hay gì nè, mình sẽ đổ nó dễ hơn. Giờ mình sẽ đổ cái phần sữa chua vô cái túi. Mình sẽ lấy dây thun mình cuộn lại. Tiếp tục những bọc còn lại mình làm cũng y vậy. Giờ thì phần sữa chua mình đã bỏ vô túi hết rồi. Giờ thì mình chuẩn bị mình đi ủ. Giờ thì mình sẽ ủ cái phần sữa chua vô cái thùng này. Mình sẽ bỏ sữa chua vô.
giờ mình sẽ cho cái phần nước nóng vô đây. Mình sẽ cho cái phần nước nóng vô, ngập khoảng nửa bịch sữa chua như vậy. Mình sẽ đi ủ từ 8 đến 12 tiếng. Thường thì mình ủ 12 tiếng thì nó sẽ ngon hơn. Và mình sử dụng nước ấm vừa vừa, đừng có nóng quá mà cũng đừng có nguội quá. Giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và mình đi ủ 12 tiếng. Giờ thì cái phần sữa chua này thì mình đã ủ được 12 tiếng rồi. Mình ủ từ sáng giờ á. Giờ cái phần nước nó đã đặc lại, nó không còn loãng nữa. Và cái màu nó rất là trắng và trong luôn. Bây giờ mình sẽ đem cái phần sữa chua này ra. Bây giờ cái phần sữa chua này mình đã đem ra rồi và mình sẽ để vô ngăn đá tủ lạnh để cho nó đông hơi cứng cứng á. Giờ thì cái phần sữa chua này mình đã đem ra ngoài rồi, nó hơi cứng cứng mềm mềm rất là ngon luôn. Video mình đã kết thúc, chào mọi người nha.